mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì nếu như mọi người đang cần tìm một chiếc máy in tem nhà bảo vật với khổ rộng lớn, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy in của hãng Godet, có model đó là HD830i. Thì đây là một dòng máy in công nghiệp với khổ rộng lớn. Khổ lớn nhất của nó tối đa đó là 8 inch, tương đương với khổ rộng của giấy A4. Thì mọi người hãy tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này cùng em. Thì bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong chiếc máy này có những gì ha, cùng máy có những gì. Đây. Bên ngoài, tại vì chiếc máy này nó lắp cái trục gắn giấy ở phía bên ngoài nên đây là cái bộ gắn giấy ở bên ngoài nha mọi người. Lát nữa em sẽ gắn cho mọi người xem. Này. Đây là cái bộ gắn giấy ở bên ngoài máy ha. Này. Đây là cái trục gắn giấy. Em tạm để em bỏ xuống ha. Đó, phía trên là cái trục gắn giấy nha mọi người. Cái bộ phần phía sau để mình gắn giấy ạ. Rồi. Bên trong là thân máy. Thì đầu tiên có một hộp phụ kiện đi kèm. Thì hộp này sẽ gồm là một là dây USB, hai là dây nguồn, rồi cái này là hai cái trục để mình gắn mực ha, hai trục mực, trục mực và trục khung. Đây có một nguồn dây test này và một nguồn mực test nhé. Rồi thì đây là hai cái để mình gắn phía sau cái cho mọi người. Hai cái để mình hai cái đẹp giấy để mình gắn phía sau cái quần giấy vậy ha. Còn đây là có hai cái loại lõi, hai cái loại giấy, loại 1.5 in với là loại 3 in. Rồi bên trong nó còn gì không ta? Đây có một cái sổ hướng dẫn nhá, đây có cái quyển sổ hướng dẫn sử dụng á. Rồi có thể xem nè, trong có cái sổ hướng dẫn lắp giấy như thế nào nè, lắp cái tay giấy, kề giấy thế nào, sao có ha, các bước hướng dẫn cơ bản để sử dụng này, lắp mực, lắp giấy thế nào đó, rồi tải những cái driver ở đâu. Ok, tiếp theo em sẽ lấy chi tiết chiếc máy ra cho mọi người ha. Rồi đây là cái phần thân máy này, em muốn giới thiệu với mọi người đây. Em xoay ra cho mọi người xem ha. Mọi người có thể thấy đây là dòng máy có khổ rộng đầu in lên tới 8 in nhưng nó rất là nhỏ gọn ha. Nó nhỏ gọn bởi vì là đây thân máy nó chỉ có là máy móc và cấu trúc của nó thôi. Còn cái phần giấy của mình thì mình sẽ có cái lắp ở phía bên ngoài ha. Nó có cái kề để mình lắp bên ngoài thì thành ra nó rất là nhỏ gọn, nhưng tiện lợi cho mình sắp đặt. Mọi người thấy đây là một dòng máy công nghiệp. Em mở ra cho mọi người xem về bên trong ha. Đó, mọi người có thể xem ha. Nhìn bên ngoài khá là xịn sò nha mọi người. Cấu trúc bên ngoài bằng thép này, nhìn rất là chắc chắn, phù hợp với cái môi trường công nghiệp. Hầu như tất cả các mọi thứ ở đây hầu như là được làm bằng kim loại, trừ một số cái ví dụ như màn hình hay là một số cái nút nhấn đây này thì mình sẽ làm bằng nhựa ha, hầu như là làm bằng kim loại. Thì em giới thiệu sơ một xí thì đây là có đồ rộng đầu in chiếc máy HD830i, có đồ rộng đầu in nó là 8 in, khoảng rộng 8 in ha, tương đương với cái đồ rộng của giấy A4. Đây, đồ phân giải của nó đó là 300 dpi, hiện tại phiên bản này là 300 dpi. Đó. Rồi, một xí về cổng kết nối. Đây mọi người có thể xem thì nó có 3 cái kiểu kết nối cơ bản. Đầu tiên đó là cổng USB, hai là RS232. Tiếp theo đó là cổng LAN. Đó, thì có ba cái cổng kết nối cơ bản này. Dưới này là cổng USB nha mọi người. Đó và cổng LAN. Đây, sau này đây là nguồn nhé, nguồn cắm trực tiếp là nguồn 220. Rồi thì em sẽ tiến hành em lắp cái khay giấy và tiến hành là in thử cho mọi người xem về khả năng in ấn của chiếc máy này cũng như là cái độ sắc nét của cái dòng máy 300 dpi. Với thêm một cái phía trước này thì đây là cái màn hình LCD. Đây mọi người có thể thấy đó, có thể mở ra đúng không? Để mình có thể là xem cài đặt cấu hình hoặc là thêm một cái số thông số ở trên này, hoặc là khi mà phát hiện lỗi hoặc phát hiện gì đó nó sẽ báo thế này để mình có thể là dễ dàng sửa hoặc là thao tác tiện lợi hơn ha. Nút nguồn, còn đây là nút để mà mình nhấn enter ha. Đó. Tiện lợi. Rồi, bây giờ em sẽ tiến hành là lắp cái khay giấy và in thử cho mọi người nha. Thì đây là chiếc máy em vừa mới lắp đặt xong.
hoàn thiện cho mọi người ha. Thì mọi người cùng xem qua một vòng ha, đặc biệt là phần sau này nha mọi người. Thì phần sau này như em nói là tiếp tục gắt giấy, đặt giấy ở bên ngoài, nên thật ra là tạo cho chiếc máy này của mình nó nhỏ gọn hơn, tiết kiệm được cái vị trí lắp đặt máy ha, không gian nhỏ gọn ở đây mọi người có thể thấy ha, dù gắt giấy ở bên ngoài ha, nó sẽ luôn phía trước. Đây là chiếc máy. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đến thử cho mọi người xem về cái khả năng in của chiếc máy này nha. Thì em đã thiết kế sẵn một cái file thiết kế đơn giản rồi, bây giờ em thiết kế em in thử cho mọi người xem ha. Đây mọi người có thể xem cái nét chữ của nó, em để những cái chữ lớn, chữ nhỏ, chữ vừa, rất nhiều cái kiểu chữ mã vạch 1D hay là 2D hay là BDF 417 đây. Mọi người có thể xem cái nét chữ không? Khá là sắc nét. Thì đây là dòng máy có độ phân giải đó là 300 dpi, độ rộng độ in là 8 in nha mọi người, tương đương với khổ giấy A4 nó có thể in được với cái tốc độ in maximum của nó thì lên tới 4 in trên 1 giây, 4 in trên 1 giây. Mọi người có thể xem. Thì ngoài cái chất liệu đề can thường thì nó có thể là in được đề can PVC, đề can xi bạc, loại mực cũng có thể sử dụng mực warp, warp resin hay là mực resin để sử dụng. Em rất là tiện và lên được nhiều phương tiện. Giấy thì mình cũng có thể là in giấy liên tục, cái gì new hoặc là giấy gáp hoặc là giấy có bế điểm đen thì máy cũng có thể là nhận biết và đọc được và in được ha. Thì em giới thiệu sơ lên một xí người, chiếc máy nó có cái màn hình. Đấy, màn hình là 3.2 inch để cho mình có thể là vào để mình thao tác, mình điều chỉnh một số cái như kiểu thông số nhiệt độ hay là tốc độ hay là cài đặt địa chỉ IP cho máy, vào những cái thông số cơ bản ngôn ngữ hay gì đó mình có thể là vào đây để mình có thể là cài đặt ha, rất là tiện lợi và dễ sử dụng. Đây mọi người nhìn ha, thì chiếc máy này nó cũng có thể là in trực tiếp hoặc là in gián tiếp. Nếu mình sử dụng giấy cảm nhiệt, mình không cần mực thì mình có thể là chuyển đổi chế độ và in được, nó có thể in được cả hai chế độ ha. Đó. Rồi. Trên này thì đây có cái bảng để mình có thể là xem để hướng dẫn lắp đặt giấy mực như thế nào cho đúng cách ha. Rồi, thì em sẽ tăng cái tốc độ in lên nhanh hơn một xí và em sẽ in thử tiếp cho mọi người xem nha. In 4 in trên 1 giây luôn nha mọi người. Đây thì em sẽ tăng cái tốc độ in lên in. Đây, mọi người có thể thấy cái đây là tốc độ 4 in trên giấy, nó khá là nhanh, 3 con tem, tem rất là lớn này. Đó là in. Những cái nét chữ của nó thì cũng rất là nét nha mọi người. Đây, máy có độ phân giải 300 dpi, in nhanh, nhưng nó vẫn đẹp. Đó, mọi người có thể xem qua số cái về chiếc máy này. Như mọi người biết thì trên thị trường hiện nay hầu hết các dòng máy in bảo mật đều có kích thước là từ 4 inch đến 6 inch. Để mình có thể là sử dụng chiếc máy in có kích thước lên đến 8 inch thì nó khá là ít ha. Để mình có thể in được những con tem lớn dán lên thùng hàng, ứng dụng trong sản xuất, logistics hay kho bãi thì đây chiếc máy Godex HD830i thì đây là sự lựa chọn lý tưởng nhất thời điểm hiện tại. Thì nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là có bất kỳ câu hỏi gì về chiếc máy này, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới bảo mật.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like, một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.